Kính chào Hiếu Tịnh Như, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó. Kính chào Sích Từ Mẫn, mến Trăng Thư, mến chào Nghe Pháp, mến chào Phố Biển. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào Đạo Tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư Nhật Quỳnh, xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quá Tha Ná đã thay mặt đạo tràng để bái tạo và thọ trì quy giới. Và bây giờ đã đến giờ chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 74. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ quân thịnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đăng đại tiên phong ôn bài Pháp Cú Kinh 74. Nhà sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nhà sư nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Dạ, cảm ơn Từ Mẫn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo cao thượng. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Sư kính chào tất cả quý cô tu nữ và thân chào tất cả chư Phật tử. Dạ, con xin được phép ngâm câu kệ số 74 ạ. Ma mê quá ca tăng mang nhầm tú. Ký hi pa pa chi ta u phù. Ma mê quá tí quá xa á su. Ký cha ký chê su. Ký ní chi. Y tí bà la sát sang cấp bồ ít cha mà nô cha quát thật tí. Mà mê hoa ca tặng mạnh nhân tu ghi hi pa pa chi ta u phô. Mà mê hoa tí hoa sa a su ki cha ki chê su ki mi chi. Y tí bà la sát sang cấp bồ ít cha mà nô cha quát thật tí. Ma me wa ka tang man nyan tu ghi hi pa pa chi ta u fo. Ma me wa ti wa sa a su ki cha ki che su ki mi chi. I ti ba la sa sang ka po i cha ma no cha wa tha ti. Ma me wa ka. Ma me wa ka tang man nyan tu ghi hi pa pa chi ta u fo. Ma me wa ti wa sa a su ki cha ki che su ki mi chi. I ti ba la sa sang ka po i cha ma no cha wa tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con cung kính đảnh lễ được Đại Đức Pháp Tính ạ. Sư ngâm kệ xong và xin nhường mic lại cho đông mọi người. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài Pháp Cú Kinh số 74. Và cảm ơn Xích Rằng Đông, Xích Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh viết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá. Và con thấy Đại Đức Pháp Tính đã quan lâm vào đạo tràng. Sư hôm nay bỏ đạo tràng chúng con lâu lắm rồi, hôm nay sư vào sớm, sư có thể tiên phong lên ông bài Pháp Cú Kinh số 74 không bạch sư? Nếu sư có thời gian hoặc sư có cầm mic được, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, sa thủ lành thai, và con kính dâng mic đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Còn xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Còn xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng
Kính chào Phật tử Nhật Quỳnh, Hồng Nhật. Kính chào Phật tử Rạng Đông, chị Sương Mai. Kính chào Thi An Lạc. Kính chào Trang Thư. Kính chào Phật tử Quách Thanh Á. Kính chào IQ em đó. Kính chào Arun. Kính chào Buông Bỏ. Kính chào Phật tử Châu Phan, Công Thành, Đức Ban. Kính chào Phật tử Hoa Nguyệt, Nguyễn Mộng. Kính chào Mai Lộc. Kính chào Phật tử Nghe Pháp. Kính chào Phổ Hiền. Kính chào Tinh Như. Kính chào cô tu nữ Tự Duyên. Kính chào Từ Mẫn. Kính chào toàn thể quý vị. Dạ hôm nay chúng tôi bận giảng ở xa, thành ra không có vào room. Quý vị thông cảm. Dạ bây giờ bây giờ không biết cái mắt kiến nó lạc ở đâu, không có thấy được. Dạ bây giờ chúng tôi tiếp tục ôn lại bài kệ Pháp Cú Kinh số 74. Nhập kiến ma qua ca tầng manh nha tu ghi ba ba chi ta u phô mà mê qua ti qua sa a su kít cha kít chê su kít mi chi y ti ba lát sa sân ca bố ít cha ma nô cha qua ta ti mà mê qua ca tầng manh năng tu ghi hi bắp ba chi ta u phô mà mê qua ti qua sa a su kít cha kít chê su kít mi chi y ti ba lát sa sang ca bố ít cha ma nô cha qua ta ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu như vậy dục và mạng tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ thì tiếp theo xin mời các vị đưa tay lên để ôn lại bài kệ Pháp Cú Kinh số 74 này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Tăng hiện diện. Kính lễ quý bà cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam thính nữ. Và con xin ôn bài học kinh Pháp Cú số 74 và cảm ơn Quá Thanh ạ. Ma mê quá ca tăng mạnh nành tu ghi ba ba chi ta u po ma mê quá ti quá sa an su kích cha kích chê su khi mi chi y ti pa la sa sang cấp bồ kích cha ma no ta hoạt thi ti mê qua mà mê qua ca tăng manh nánh tu đi ba ba chi ta u phô ma mê qua ti qua sa ác su kích cha kích chê su kỳ mi chi
Iti palasa sangkapo Ikja manok chakwat thati. Mong cả hai, mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chúng ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ngu tự ngã, phô trương, cướp công đồng đạo nêu gương mình làm, u sai, u lệnh rắp hang, mạng cuồng tăng thượng, ái tham lũ dòng. Phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ kính mời sức rắn đông. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ Giáo Pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ông bài câu pháp cú số 74. Má mê quá cá tăng minh nhanh tú ghi hi papa chi ta upo ma me wa tí wa sa at su kit cha kit che su kit mi chi y tí pa lát sa sang cap bo it cha mano ya wa tha tí má mê quá cá tăng manh nhanh tú ghi hi ba ba chi ta u cô má mê quá tí qua xa át xú kiếp cha kiếp chê xú kiếp mu chi y tí ba la xa sân cáp bồ ít cha ma nô chá quá tha tí má mê quá căng minh nhìn tú ghi hi phát ba chi ta u cô má mê quá tí quá xa ác su kích cha kích chê su kích mi chi y tí ba lát xa sân cáp bồ ít cha ma nô chá quá tha tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Bằng dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ngu tự ngã phô trương, cướp công đồng đạo nêu gương mình làm, ưa sai ưa lệnh rắp hang, mạng cuồng tăng thượng, ái tham lũ dòng. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và nghe pháp đã ôn bài xong, mến mời bạn tay của Sít Rạng Đông. Sa thú, chị cô cẩm, cô nghe pháp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, nhãn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Pháp Tính, Sư Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Nhiên. Con kính đảnh lễ Sư Minh Mẫn. Con kính chào đạo tràng. Con kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kính đọc câu pháp cú số 74. Ma mê quá ca tăng manh nhằn tu ghi hi bắp ba chi ta u phụ ma mê quá ti quá xa át su kích cha kích chê su kích mi chi y ti bà la sa sẵn cấp phụ ít cha ma nôn cha quát tha ti.
ma mẹ qua ca tăng mạnh nhằn tu ghi hi bập ba chi tà u phù ma mẹ qua ti qua xà an su kích chà kích chê su kích mi chi ti tí bà la sa sằng cấp bồ ích trà ma nô cha qua tha tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma mê qua ca tăng mạnh nhằn tu ghi hi bắp ba chi ta u phụ ma mê qua ti qua xà an su kích cha kích chê su kích mi chi y ti bà la sa sằng cấp bồ ích cha ma nô cha quát tha tí. Người ngu tự ngã phu trương cốt công đồng đạo nêu gương mình làm ưa sai ưa lệnh rắp hang mạng cuồng tăng thượng ái tham lũ dòng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Tử Mẫn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thực con xin đầu đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, Thượng Tọa Pháp Tính. Dạ, Thượng Tọa Minh Mẫn. Cùng Đại Đức Tuệ Nhận. Con kính chào Đạo Tràng. Con xin trả bài số 74 của Kinh Pháp Cú. Đầu đánh. Mà mê quá ca tàng mạnh mạnh nhằn tu. Khi hì bạp bà dì tà u phô. Mà mê quá tì quá xà hạ su. Khi chà khi chê su khi mị chì. Y tì bà là xà sẵn cặp bộ. Icha mano chawa tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục là mạng tăng trưởng. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ngu tự ngã vô trương, cướp công đồng đạo, nêu gương mình. Ưu sai ưa lệnh rắp hàng, mạng cuồng tăng thượng, ái tham lũ dòng và thượng giới đức. Mà mề quá ca tăng túc ghi hì bạp bạ di tà ô. Mà mề quá ti quá xà ô chú a su ki cha ki chê su ki mi chi y ti bà là sắc sẵn cặp bồ khi chà ma nộ chà quả tha tị. Mà mê hòa cả tăng mình nhân tu ghi pa pa di ta u phô. Mà mê hòa ti hòa sa a su ki cha ki chê su kích mi chi y ti ba la sa sang cam bo y cha ma no cha wat pa ti ma me wa ga tang man nhan tu y ki pa pa di ta u po. Mà mê hòa ti hòa xa a su ki cha ki chê su ki tu chi chi y ti pa la sa sang kam bo y cha ma no cha wat ta ti.
ma me wa ka tang man nyan tu gi pi pa pa ji ta u po ma me wa ti wa sa a su ki cha ki che su ki mi ji iti bala sa sang kap bo i cha ma no Chawang Tha Ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy. Dục và mạng tăng trưởng, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ngu tự ngã vô tri việc cướp công đồng đạo nêu gương mình làm. Ưu sai ưa lệnh, rắp hàng cướp mạng cuồng tăng thượng, ái tham lũ dòng, Hòa Thượng Giới Đức. Và một lần nữa con thành kính tri ân quý đạo tràng, quý sư. Và con xin mạng kết lại cho đạo hữu kế tiếp. Và con xin kính mời và muốn Phật kết lại. Dạ, kính cảm ơn cô Từ Mẫn. Con sư Mai Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sàng Khà Dạ. Con kính lễ chị Tôn Đức, con kính lễ chị quý bà, quý cô tu nữ và sư Mai, kính chào chị quý cận sự. Con xin đọc pháp cú số 74. Ma mê quá cách tăng man nhàn tú ghi hì bắp bá chi ta út phục. Ma mê quá tí quá xà á su kít chá kít chê su kít mỹ xì. Í tí ba lát xá sành cắp bồ ít già ma nô chá quá thá tí. Má mê quá cách tăng màn nhành tú ghi hì bắp bá chi hòa út phô. Má mê quá tí quá xa át su kích chá kích chà kích chê su kích mi xí ít tí a ba ba lát xa sang cấp bồ ít a ma nô chá quá ta tí. Má mê quá cách tăng màn nhành tú ý ghi hì bắp bá chi ta út phô. Mà mê qua ti qua xa ăn xuống kích cha kích chê su kích ni si y ti ba la sa sang cấp bố y cha ma nô cha quá tha ti. Mà mê qua cách tăng man nhan tu ghi hi ba ba chi ta út phô. Mà mê qua ti qua xa ăn xuống kích cha kích chê su kích ni si y ti ba sa la sa sang cấp bố ít cha ma nô cha quá tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính là ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy dục và bạn tăng trưởng bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Người ngu tự ngã phô trương cúc công đồng đạo nêu gương mình làm ưa sái ưa lệch rắp hang mạng cuồng tăng thượng ái tham lũ dòng bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính dâng mít đến quý vị nào chưa đọc kính mời ạ. Dạ sa thu kính cảm ơn chị Sương Mai, Nam Mô Bụt Thà Dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ Nhục Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn đặng đông, cảm ơn Hoàng Việt cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Sú Khá ơi, Sú Khá hôm nay có cầm mic được không? Sú Khá có cầm mic được không? Cho Nhục Quỳnh một tín hiệu Sú Khá ơi. Hello, hello, chú Khá có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, hôm nay là ngày giảng, không cầm mic được, không sao, cứ yên tâm, ngồi đó nghe đi. Dạ, Phố Biển ơi, Phố Biển có cầm mic được không, Phố Biển? Phố Biển có cầm mic được không? Phố Biển cho một tín hiệu, tại vì hôm nay là ngày giảng Đại Đức Minh Mẫn, mà tới giờ thì Nhật Quỳnh chưa có thấy Đại Đức Minh Mẫn vào.
nên là mới mời quý vị, dạ, chứ không phải là khóa sổ rồi. Con bích tha giá, dạ, để Đức Pháp Tính có nghe được vào rồi hả? Ồ, con không thấy, dạ, con xin sám hối, nãy giờ con mắt tùm lum tà la. Dạ con xin sám hối, nãy giờ con bị phân tâm về việc nên con không có thấy sư vào. Con xin sám hối với sư. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ, dạ sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính, đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ. Tuyên phong ông bài Pháp Quốc Kinh số 74. Nhật mình kính cảm ơn quý anh chị đạo hữu và cô tự duyên đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ Nhật mình kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đang tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Săn Tha Giá. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô, A Ra Ha Tô, Sam Ma Sam Bồ Đà Hà Sa. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô, A Ra Ha Tô, Sam Ma Sam Bồ Đà Hà Sa. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô, A Ra Ha Tô, Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên phận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Tiếc lòng mở đảo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá, và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 75. Và Nhật Quỳnh cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã cho về học. Và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được ăn vui tiếng quá. Và con kính dân mít đến sư ạ. Dạ, sa thú làm thai kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bà Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Pháp Tính, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Giờ chúng cùng nhau tìm hiểu câu kệ pháp cú số 75. Trong câu kệ này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ba phần. Đầu tiên là ý nghĩa từ vựng của câu kệ, thứ hai là duyên sự, và thứ ba là ý nghĩa của câu kệ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lời, sau đó chúng ta nhau và bước vào. Anya hi la phu panisa, anya hi la phu panisa. Đoạn thứ hai. Anya nibbana gamini, anya nibbana gamini. Đoạn thứ ba.
Ewa me tăng áp phinh nhà giá. Ewa me tăng áp phinh nhà giá. Và đoạn thứ. Phikhu bút thát sát xa quá cô. Phikhu bút thát sát xa. Đoạn thứ 5. Ồ, câu kệ này có tới 6 đoạn. Đoạn thứ 5. Sakarana Finandeya. Sakarana Finandeya. Và đoạn thứ 6, đoạn cuối cùng. Quy về các manu pru hay về. Quy về các manu pru hay về. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ đã. Ở trong đoạn thứ nhất thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên anh nha. Nếu mà là tính từ đó thì nó chỉ có nghĩa là khác. Nhưng nếu nó là danh từ đó thì nó có nghĩa là người khác, cái khác. Nhưng mà trong trường hợp này thì anh nha là tính từ khác. Tính từ có nghĩa là thật vậy hay là quả vậy hay là đúng vậy, cộng với là các ngày dịch là lợi đắc hay là cái có được. Lợi đắc hay là cái có được. Lợi đắc. Cái có được hay là lợi lộc. Upanisa có nghĩa là cách thức hay là phương tiện hay là cách làm. La phu panisa là cách thức đạt được lợi lộc hay là cách làm để đạt được lợi lộc. Chúng ta bước sang đoạn thứ 2. Đoạn thứ 2 chúng ta thấy từ đầu tiên anh nha, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Từ thứ 2 Nibbana Gamini, đây là một hợp từ chúng ta tách ra Nibbana cộng với là Gamini. Nibbana mình dịch âm đó là niết bàn. Niết bàn hoặc là niết bàn. Còn mà dịch nghĩa đó là sự tịch tịnh vắng lặng. Rồi Gamini. Gamini có nghĩa là đi đến hay là đạt được. Gamini là đi đến hay là đạt được. Mà đạt được đó thì cũng có nghĩa là đắc được. Rồi chúng ta bước sang cái đoạn thứ 3. Đoạn thứ 3 này chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên e quê tăng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra e quăng cộng với lại e tăng. E quăng là như vậy, còn chữ e tăng đây là một đại từ chỉ định thay thế cho cái từ Upanisa ở trên. Thì e tăng này đó, vì nó thay thế thành ra đó chúng ta dịch đó là phương thức hay là cách làm ấy. E quăng là như vậy hay là cũng vậy. Rồi Afinya giá. Afinya giá.
có nghĩa là thắng trí. Thắng trí. Rồi trong trường bộ kinh, ở bài kinh thập thượng thì Apinya giá đây còn có nghĩa là liễu tri hay là thắng tri. Thắng trí, thắng tri, liễu tri. Nói đến đó là sự hiểu biết một cách sâu sắc. Và cả ba từ này đều là từ Hà tiếng Hán. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư thấy có ba từ. Từ đầu tiên, phích khú. Đây là một từ quen thuộc đối với tất cả chúng ta rồi. Phích khú dịch âm đó là tỳ kheo. Mà dịch nghĩa đó là người đi xin ăn. Chúng ta dịch âm đi, vị tỳ kheo. Chữ Buddhasa, Buddhasa ở đây đó là Buddha mà chia theo cái thứ sáu. Thành ra nó có cái hình thức là Asa, là của Đức Phật hay là của bậc giác ngộ. Từ thứ ba Sa Quá Cô, Sa Quá Cô chúng ta dịch đó là đệ tử. Rồi bây giờ chúng ta mới bước sang cái đoạn tiếp theo. Sa Quá Cô đệ tử. Đoạn thứ 5. Đoạn thứ 5 chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên sắc ca răng, sắc ca ra chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là sắc ca răng. Sắc ca răng là sự cung kính. Sự cung kính hay là sự tôn kính. Cung kính, tôn kính, tôn trọng. Từ thứ hai na phía nan đây giá, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Na cộng với là a phía nan đây giá, a phía nan đá tí. A phía nan đá tí mà chia theo khả năng cách, thành ra nó có cái hình thức là a giá. Na có nghĩa là không. Afinandati, Afinandati đó có nghĩa là vui thích, thỏa thích, thích thú, hoan hỷ. Vui thích, thỏa thích, thích thú, hoan hỷ. Ngài Hòa Thượng Ngài lại dịch thêm một nghĩa nữa là ưa thích. Chúng ta bước sang đoạn thứ 5. Đoạn thứ 5 chúng ta thấy chỉ có một từ, nhưng đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Chúng ta tách ra quý quê căng cộng với là anu pru hát dê. Quý quê căng là quý quê cá, là viễn ly. Quý quê cá là viễn ly. Rồi anu anu pru ha je là anu pru ha pru he ti. Anu pru he ti mà chia theo khả năng cách, thành ra nó có cái hình thức là anu pru ha je. Anu pru ha ti, pru he ti có nghĩa là gia tăng hay là phát triển. Gia tăng hay là phát triển. Mà bà con chư Phật tử chúng ta nếu nhớ đó, thì ở trong cái bài kinh Mangala Sutta đó, Bahu Deva Manusa Cha Mangala Ni Achinta Dung A Căng Kha Ma Sotha Năng Pru Hi Mangala Bhutta Mang đó. Thì ở trong cái bài kinh đó, đó các ngài phổ thơ đó thì lại dịch cái từ Pru He Tí này đó là tầm cầu. Hằng tầm cầu mong đợi một đời sống an
an lành, xin Ngài vì bi mẫn quan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng. Ở trong đó dịch ra là tầm cộng. Rồi như vậy là chúng ta đã lấy xong ý nghĩa từ vựng. Bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi của cái câu kệ này. Hí, hí là một bất biến phân từ, chúng ta dịch trước. Hí, thật vậy. La phu panisa. La phu panisa, cách có được lợi lộc. Anh nha là khác. Đó là một câu. Câu thứ hai. Nibbanagamini, nếu mà chúng ta đọc vô cái văn ở cái câu kệ này đó mà viết nó là thành văn xuôi đó, thì là chúng ta sẽ thấy có thêm một cái từ Upanisha nằm ở phía sau Gamini nữa. Anya Nibbanagamini Gamini Upanisha là cách thức đắc được hay là đạt được niết bàn là khác. Cách thức đạt được lợi lộc là khác. Cách thức đạt được niết bàn là khác. Là khác. Ê quá mê tăng áp phình nhà giá. Áp phình nhà giá là liễu tri được hay là thắng tri được phương cách như vậy. Và mình dịch gọn ra lại đó là liễu tri hay là thắng tri được cái phương cách ấy. Đây là một phrase cái chúng ta phải nghe. Bhikkhu, vị tỷ kheo, sa quá cô, đệ tử Buddhasa, của Đức Phật hay là của bậc giác ngộ. Na phi nan đầy giá là không nên thỏa thích hay là hoan hỷ. Sắc ca răng, sự cung kính, sự tôn trọng. Quý quê ca mạ lũ prù hai dê mà nên nên phát triển hay nên gia tăng cái hạnh viễn ly. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 75. Và tiếp theo xin được thành kính tri ân Xích Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 75. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học tiếp phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay. Arahang samma sambuddho phakkhawa buddhang phakkhavantang appivadeyami. Svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami. Suppatipanno Phakkhavato Savakka Sangho Sanghaṃ Namāmi Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân quý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng của toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rum Pháp Quốc Kinh chuyên đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 75. Câu kệ này nằm trong phẩm
Ba La Quát Cá, phẩm ngu nhân hay là phẩm người ngu, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Quán Á, đề cập đến Tỳ Kheo Tít Xá. Tỳ Kheo Tít Xá. Mình nói là tỳ kheo hay là trưởng lão đó, chứ kỳ thực thì lúc này vị này mới có 7 tuổi thôi, xin thưa quý vị. Thì thành ra đó là chúng ta phải hiểu cái chữ tỳ kheo ở đây đó là chỉ cho cái ý nghĩa rốt ráo nhất. A-la-hán là tỳ kheo, A-la-hán là trưởng lão. Thì cái vị Tiết Xá này chứng đắc đạo quả A-la-hán lúc 7 tuổi. Thành ra đó là mới được mọi người gọi là tỳ kheo hay là trưởng lão. Thì câu chuyện này tương đối dài, thành ra đó là chúng tôi chỉ xin được kể hơi vắn tắt thôi. Nếu bà con chư Phật tử chúng ta có cái cuốn chú giải kinh Pháp Cú đó, thì chúng ta có thể đọc hết, hoặc là chúng ta vô trong cái trang web của chú Bình An Sơn thì chúng ta vô đọc cái phần chú phần duyên sự ở trong đó. Thân phụ của Ngài Sariputta đã có một người bạn. Người bạn này đó rất là thân thiết, và trưởng lão Sariputta gọi cái người này nè là thúc phụ hoặc là bá phụ. Người này rất là giàu có, xin thưa quý vị, giàu có cũng không kém gì gia đình của trưởng giả Sariputta đâu. Nhưng mà rồi một thời gian sau đó, cái người này mới bị khánh kiệt. Thì lúc bấy giờ đó tôn giả Sariputta đã là thượng thủ thinh văn rồi, và tôn giả Sariputta gờ khởi lên cái ý định đó là muốn tế độ người thúc phụ này, cho nên đó mới đi đến nhà của ông ta nhiều lần. Nhưng mà vì ông ta khánh kiệt rồi, không còn có cái chi để mà đặt bát đến cho tôn giả Sariputta cả, thành ra ông ta mới trốn. Một lần nọ ông ta nhận được một cái mối đi cúng, ông này cũng là một thầy Bà La Môn, xin thưa quý vị, thành ra là đi cúng các cái lễ nghi theo hình thức Bà La Môn. Thì khi mà cúng xong đó là người ta sẽ trả công lao, hoặc là mình nói theo cái kiểu Phật giáo mình đó là cũng được người ta cúng dường lại cái chi. Thì một lần nọ ông ta cúng xong đó thì được người ta cúng dường cho ông ta một bữa cơm và một cái khăn tròn to. Thì ông ta mới đem về và khởi lên cái ý nghĩ là phải chi bây giờ đó mà mình gặp con trai. Ông ta kêu tôn giả Sariputta đó là con trai, gặp con trai của mình để mà cúng dường những cái thực phẩm này. Thì thời cũng ngay khi đó tôn giả Xá Lợi Phất mới vừa xả thiền thọ tưởng định xong, dùng tâm của mình quán xét và biết được cái ý muốn ý định của thúc phụ, cho nên tôn giả mới đắp y đến đó. Vị thúc phụ đó đã cúng toàn bộ cái phần ăn của mình đến tôn giả Xá Lợi Phất, cúng luôn cái miếng khăn choàng to đó. Sau khi mà cúng xong tất cả đó thì người thúc phụ đó phát nguyện là bạch đại đức hay là bạch tôn giả, với cái phước thiện mà con đã tạo đây, nguyện cho con chứng đắc cái pháp mà Ngài đã chứng đắc. Và tôn giả Xá Lợi Phất phúc chúc xong rồi, tôn giả Xá Lợi Phất ra về. Thì ông Bà La Môn này vẫn ở trong cái trạng thái tâm quan hỷ với thiện sự đó. Một thời gian sau chết bằng cái nghiệp thiện đó, xin thưa quý vị.
À, chết bằng cái nghiệp thiện thì mình bà con chư Phật tử chúng ta đã cũng hiểu rồi, chết bằng cái nghiệp thiện thì được sanh ngang hoặc là sanh lên. Khi chết, chết xong một cái đó ông này tái sanh vào ở trong cái bầu thai của một người nữ hộ độ cho tôn giả Xá Lợi Phật. Và cái người nữ đó mang thai đó thì lại khởi lên một cái sự ước ao thèm thuồng được đắp y vàng của chư Tăng và ngồi phía sau chư Tăng đó, rồi được nhận thực phẩm chư Tăng cho lại. Và cái người thiếu phụ này nè cũng là một người ở trong gia đình hộ độ tôn giả Xá Lợi Phất mà là giàu có, trưởng giả. Cho nên đó là chồng cha mẹ của cổ biết được vậy thì thành ra mới thỉnh rất là đông chư Tăng có tôn giả Xá Lợi Phất về nhà trai tăng. Và để cho cô này đó cổ mặc y vàng, rồi cổ cũng ngồi ôm một cái bát rồi ngồi phía sau chư Tăng. Thì khi mà gia đình làm cái việc phước đó rồi cổ cũng được tội nguyện cái ý nguyện của cổ đó thì cổ cũng rất là hoan hỷ. Một thời gian sau thì cổ sinh ra được một cậu con trai. Nhà cũng lời thỉnh chư Tăng rồi tới trai tăng rồi linh đình. Cứ một cái lễ nào đó là cũng đều có thỉnh chư Tăng đến trai tăng hết. Ví dụ như là lễ đặt tên, lễ thôi nôi đó, rồi lễ xỏ bông tai, đại loại cứ mỗi mỗi lễ giờ là gia đình đều thỉnh chư Tăng đến có tôn giả Xá Lợi Phất. Đến khi đứa bé được 7 tuổi đó thì đứa bé đó mới xin cha mẹ của mình đó là cho đi xuất gia. Thì cha mẹ của cậu bé này rất là hoan hỷ khi nghe con của mình đó có cái ý muốn xuất gia vậy. Cho nên đó là mới thỉnh chư Tăng có tôn giả Xá Lợi Phất nữa đến nhà trai tăng. Trai tăng xong rồi mới tác bạch bạch ngài, đứa con này muốn theo ngài làm đệ tử, xin ngài thọ nhận, chiều nay chúng con sẽ dẫn đến tịnh xá gặp ngài. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng hoan hỷ nhận lời. Và chiều đến cha mẹ của cậu bé này đưa cậu bé này đến đến chùa gặp tôn giả Phật. Thì lúc bấy giờ đó tôn giả Xá Lợi Phất đã vừa khuyến, mình có thể nói là vừa khuyến cáo mà cũng như đó là vừa hỏi ý xem coi cậu này có chịu nổi cái đời sống tu hành hay không đó. Thì ngài hỏi như thế này, ngài nói này Tiết Xá, xin thưa chúng quý vị, cái cậu bé này đã được tôn giả Xá Lợi Phất đặt tên cho là Tiết Xá. Này Tiết Xá, cái tu hành nó rất là khó khăn, khó nhọc, cực khổ lắm. Khi mình cần ăn đồ ngon đó thì không được đồ ngon mà lại bị ăn đồ dở. Khi mình cần uống đồ nóng đó, thì lại không có được đồ nóng mà lại bị uống đồ lạnh. Khi mình cần uống đồ lạnh đó thì lại không có đồ lạnh mà lại bị uống đồ nóng. Khi mình cần một chỗ nào đó cho nó mát mẻ yên tĩnh để mà ngồi thì mình lại không có. Mà mình lại bị ngồi ở ngoài nắng, ngồi ở chỗ cứng, đau nhất, vân vân. Liệu đó, con có kham nổi với những cái sự việc đó hay không? Thì cái cậu bé này đó xin thú gì, nói theo người Việt của mình đó là chắc cũng là có nhân duyên cả tỷ tỷ đời rồi đó. Thì thành ra cậu này trả lời một cách mạnh dạn bạch ngài, những điều mà ngài kể ra đó con có thể chịu nổi hết, con có thể kham nhẫn hết, con chấp nhận đời sống tu hành. Thì khi nghe cậu bé này nói như vậy, tôn giả Xá Lợi Phất ngài mới thốt lên lời là sa thú, cho nên là cho đi tu.
Thì xin thưa quý vị đó, vì cái vị bây giờ mình gọi là vị Tân Sa Di đó, vị Tân Sa Di này xuất thân trong một gia đình giàu có đông bà con cô bác, rồi lại là một người đại phước nữa, xin thưa quý vị. Đại phước là sao? Là khi mà còn tại gia cư sĩ đó, đã là một ông bà la môn đó, xin thưa quý vị, đã cúng dường đến một cái bậc A-la-hán mới vừa xả thiền diệt thọ tưởng định, cho nên cái quả báo đó nó thù thắng. Cái quả báo đó nó cho ra cái hậu báo nghiệp rất là thù thắng, và nó cho ra cái hậu báo nghiệp này rất là nhiều lần chứ không phải chỉ một lần, xin thưa quý vị. Anan Chi đó, khi mà sống ở trong, khi mà tái sanh ra làm cậu bé Tiết Xá này, sống ở trong gia đình trưởng giả đó, thì phước phát sanh đến cậu này ồ ạt. Cho nên khi mà còn một Sa Di vậy đó, thì cậu này mà đi bát đó, xin thưa quý vị, thì ai gặp nó cũng thương cũng thích, có cái gì đó đáng nhẽ ra người ta phải giấu đi mà người ta giấu không được, người ta cũng đem ra người ta cúng cho cậu này hết, người ta đem ra người ta cúng cho cái vị Tân Sa Di này hết. Sơn hào hải vị, cao lương mỹ vị, đồ quý giá gì gì đó người ta cũng cúng hết. Và khi mà cậu này thọ nhận được những món ăn món ngon vật lạ đó, thì cái vị Tân Sa Di này đem về cúng dường lại chư tăng. Khi vị này đó mà thọ nhận được những cái tấm choàng choàng bằng gấm quý giá về để đắp cho nó ấm, ở bên Ấn Độ chúng ta biết đó là cái lúc lúc mà mùa lạnh đó, nó cũng lạnh lắm đó. Thành ra đó là chư tăng cần phải có tăng dạ lê dài dài nè, hoặc là những cái tấm choàng để làm ấm. Thì vị Tân Sa Di này là có đầy đủ hết, xin thưa quý vị, người ta cúng toàn là cái loại mình nói đó là loại quý, loại tốt nhất không, thì cái vị Tân Sa Di này cũng về cũng chưa tăng hết. Ở thời gian vị này thấy bà con dòng họ mình nhiều quá, anh chị em mình cũng nhiều quá, người này thăm hỏi người kia, thăm hỏi người này cúng quải người kia cúng quải, sao mà nó bận rộn quá, lấy đâu ra thời gian để mà tu hành? Mà nếu như không có tu hành vậy thì làm sao giải thoát? Cho nên thấy là ở đây đó, nếu mà còn ở lại cái thành này đó, thì là các cái mối quan hệ, các sợi dây trói buộc này đó, nó trói mình, nó cột mình và làm cho mình đã không được tự do, không được giải thoát. Cho nên đó, vị Tân Sa Di này mới đi đến gặp Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn ban cho một cái đề mục để đi đến một xứ xa xa ơi là xa, tức là rời khỏi đi quyến thuộc, rời khỏi đi những người thân yêu của mình, để không có bị ràng buộc nữa. Cái vị này còn nhỏ vậy đó, mà xin thú vị mà khởi lên cái ý đó là từ bỏ xả ly ảnh vậy đó. Rồi bắt đầu ra Đức Thế Tôn cho một cái đề mục, xong này đi cách xa cái chỗ mình ở đó là 120 giao tuần, đến một cái thôn làng nọ, ở đó tu sa môn pháp. Và trong mùa hạ đó, vì đó an cư tại đó, cuối mùa hạ vị này đã thành tựu được cứu cánh đời sống phàm hạnh, tức là chứng đạt được a la hán cùng với tuệ phân tích. Ra mùa hạ đó, sau 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 mùa hạ đó đến lễ dân y đó, xin thưa quý hay là sau khi nhập hạ xong đó, thì tôn giả Xá Lợi Phất đó mới khởi lên cái ý muốn đó là đi thăm đệ tử của mình. Cho nên mới đi rủ người này rủ người kia, thì cuối cùng để xin thưa quý vị, cả 80 vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn cùng với tùy chúng của họ đều đi đến thăm vị Sa Di Tít Xá này. Khi mà đến đó, cũng được những cái người dân trong thôn xóm đó, họ tiếp đón rất là nồng hậu, họ cúng dường cũng rất là tử tế chu đáo. Thì sau khi cúng dường rồi xong hết vậy đó, thì những người dân làng ở đó đó mới yêu cầu nói bạch chư tôn giả, từ chúng con thì rất là muốn nghe pháp, nhưng mà từ trước tới giờ đó cái vị Sa Di này
không có thuyết pháp cho chúng con nghe, mà chỉ phúc chúc cho chúng con có hai câu là mong thí chủ được an lạc, mong thí chủ được thoát khổ. Cho nên giờ nhân tiện chư tăng đông đảo đây thì xin thỉnh quý ngài thuyết pháp cho chúng con nghe. Cái tôn giả Xá Lợi Phất đó mới nói này Sa Di Tít Xá, hãy thuyết pháp làm cho chư thiện nam tín nữ hoan hỷ đi. Thì Sa Di Tít Xá này mới hỏi bạch ngài chứ con thuyết cái gì? Thì tôn giả Xá Lợi Phất đưa ra cái đề tài là ông hãy phát triển hai cái câu chúc của ông. Thì xin thưa quý vị, một bậc A-la-hán tứ tuệ phân tích. Cho nên đó là thuyết lầu hai cái câu kệ mà thường ngày gì đó chúc cho người thiện nam tín nữ. Thuyết liên quan đến đó là quẩn xứ giới đế, tức là rành mạch rõ ràng. Bà con chư thiện nam tín nữ Phật tử nghe vô cùng hoan hỷ. Hoan hỷ sau khi vị này giới pháp đó, đó chưa đủ, tôn giả Xá Lợi Phất còn kêu vị này đó là triển khai mổ xẻ sâu sắc hơn về cái chủ đề đó đó, dựa trên cơ sở của A Tỳ Đàm. Và vị Sa Di này cũng nghe lời của thầy mình, cho nên triển khai cái đề tài đó trên cơ sở của A Tỳ Đàm, làm cho bà con chư Phật tử thiện nam tín nữ hoan hỷ lại càng hoan hỷ hơn nữa. Và sau khi dứt thời pháp đó thì một số chư thiện nam tín nữ đó mới khởi lên một cái sự bất mãn đó. Trời ơi, cái ông sư của mình nó không thuyết pháp hay vậy đó, lầu lầu vậy đó, an lạc vậy đó, mà từ trước tới giờ ông chớ hề thuyết cho mình nghe được một câu. Còn có những người khác đó thì lại hoan hỷ tột độ, không có phàn nàn chi cả. Thì ngay lúc đó, đó Đức Thế Tôn ngài đang ngồi tại hương thức ở Chia Tấu Bánh Á đó. Ngài quan sát và biết được nếu như đó mà để cho bà con chư Phật tử mà than phiền quán trách một vị A-la-hán lão tận vậy đó, thì cái tội lỗi mà họ tạo ra nó nặng nề này vô cùng, và cái tội lỗi đó có khiến cho họ bị đọa, vậy thì uổng quá. Cho nên đó là ngài phải thân chinh đến đó để tế độ cho họ. Cho nên đó là từ hương thức của ngài đó, ngài dùng thần thông đi đến đó. Nhưng một cái buổi lễ mà cả thôn làng đó là thỉnh chư tăng đến để trai tăng. Thì sau khi thọ nhận thực phẩm cúng dường của thiện nam tín nữ xong, thì Đức Thế Tôn ngài mới nói này chư thiện nam tín nữ Phật tử, cũng nhờ vì có cái vị Sa Di này nè, cho nên các người đó mới được diện kiến các đại đệ tử của Đấng Như Lai. Cũng nhờ có cái vị Sa Di này nè mà các người đó đã diện kiến cả Như. Đây là một cái vinh hạnh, đây là một cái phước đức cho các người. Dạ thì xin thưa quý vị đó, bà con chư Phật tử ở đó mới tôn nói vậy đó, thì là theo bà con thì mình hoan hỷ hay là không hoan hỷ? Giờ mà mình có giận hờn, mình có phiền phức một vị sư nào đó thì ngay khi đó, xin thưa quý vị, mình cũng sẽ không còn giận hờn, không còn biện chi cả nữa. Cho nên toàn bộ chư thiện nam tín nữ Phật tử ở đó đó đều vô cùng hoan hỷ. Và với lời giảng dạy đó của Đức Thế Tôn, rồi sau đó đó là ngài mới thuyết thêm một số các cái đề tài pháp khác nữa. Và đa số những thiện nam tín nữ ở đó nè cùng với chư thiên đó, đều chứng đắc được đạo quả, nhất là đạo quả Tu Đà Quả. Sau đó Đức Thế Tôn cùng với thánh chúng đi về. Vì Tân Sa Di Tít Xá vẫn ở lại ở đó hành đạo. Thì khi mà Phật chưa tăng về đến chùa rồi đó, thì bây giờ có một số các cái vị phàm tăng ở trong chùa đó, mới khởi lên cái thắc mắc
Khởi lên cái thắc mắc. Là cái ông Sa Di đó, cái ông Sa Di đó đó, ông mình có thể nói theo cái ngôn ngữ thông thường của mình đó là ông Sa Di tội quá, ông khổ cực quá. Từ cái lúc mà ông mới sanh ra này ha, rồi ông đi tu đó, thì được ăn toàn là sơn hào hải vị nè, được xài toàn là đồ tốt thôi. Nhưng mà rồi đó, ông là từ bỏ những cái đó đi và đi vào ở trong rừng đó để mà tu hành một mình, thiếu thốn đủ thứ, thiếu thốn đủ thứ. Thì đây quả thật đó là một cái ông Sa Di tu hành tốt đẹp, mình có thể nói vậy. Ngài nghe chư tăng thảo luận vậy đó, ngài mới hỏi. Thì được hỏi cho nên chư tăng mới trình bày lại cái câu chuyện đang thảo luận đó. Thì nương theo đó Đức Thế Tôn ngài dạy, ngài nói phải đó này các tỷ kheo, có hai đường lối khác nhau. Một con đường đó là thiên về thế lợi, rồi một con đường đó là dẫn đến niết bàn. Thật vậy, vì tỷ kheo nào cứ mong ước ta sẽ được lễ lộc như thế này, ta sẽ được cúng quải như thế này, thì dầu cho có thọ các đi đầu đà như là ngủ trong rừng rồi chẳng hạn đó, mà còn lo gìn giữ, còn lo mong cầu đến lợi danh đó, thì nhất định bốn đường ác đạo đang mở rộng cửa để chờ đón cái người đó. Còn vị tỷ kheo nào muốn đặt cái bước chân lên trên con đường đến niết bàn đó, thì từ bỏ hết mọi lợi danh lễ lộc, vào cư ngụ ở nơi rừng sâu núi thẳm, tinh tấn hành đạo không sao lãng đó, thì chắc chắn người đó sẽ chứng đạt được niết bàn. Sau khi dạy như vậy cho chư tăng xong, Đức Thế Tôn ngài đã ngâm lên câu kệ để kết thúc. Anya hi la phu panisa anya nibbana gamini e wa me tang afinya ya fikku buddhassa sawakku sakkarang na finandeya vi ve kamanu ru haye. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: khác thay duyên thế lợi, khác thay đường niết bàn, tỷ kheo đệ tử Phật hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hành viễn ly. Và đồng thời ở đây cũng có một cái bản dịch văn lục bát của ngài Pháp Minh, chúng tôi đọc để bà con chư Phật tử chúng ta cùng nghe để tham khảo. Một đường hưởng lộc thế gian, một đường tu chứng niết bàn vô sanh, tỳ khu Phật tử phải rành, chớ nên tham đắm lợi danh thế quyền, đạo màu ráng để tâm chuyên, đi đường giải thoát bình yên lâu dài. Và đồng thời khi nãy chúng tôi cũng đã chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi rồi, cho nên qua nhiều cái bản dịch này thì đây là nhiều cái tham khảo để cho chúng ta hiểu được ý nghĩa chứa đựng ở trong câu kệ Pali mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy. Thì cái câu kệ này đó, Đức Thế Tôn ngài dạy, nếu mà dựa theo duyên sự nè,
Rồi đọc theo cái mạch văn thì chúng ta thấy thấy ra là dạy cho tỳ kheo thôi. Nhưng mà ở đây đó chúng ta phải hiểu đó là khi đó trước mặt của Đức Thế Tôn đó là chư tỳ kheo. Cho nên đó chúng ta hiểu rộng ra đó thì Đức Thế Tôn ngày dạy cho những ai nghe. Như vậy đó có nghĩa đó là cái câu kệ này sẽ dùng được cho tất cả, chứ không có chỉ riêng chi cho tỳ kheo. Rồi hơn nữa đó, nếu mà bà con chư Phật tử chúng ta nhớ đến cái ý nghĩa của chữ tỳ kheo đó, thì ở đây chúng ta cũng sẽ được, cũng sẽ hiểu cái nghĩa đó là không phải dạy cho tỳ kheo hình thức không, mà dạy luôn cho cả những vị tỳ kheo nội dung nữa. Vậy thì ngài dạy cái gì? Hai câu đầu tiên ngài dạy là Anya hi la phu padisa Anya nibbana gamini. Cái cách thức mà đạt được lợi lộc là khác. Cách thức mà đắc được niết bàn đó là khác. Thì khi nãy chúng tôi viết nghĩa từ vựng cho bà con chư Phật tử chúng ta chữ niết bàn đó, dịch âm đó là niết bàn, nhưng mà dịch nghĩa dịch ý đó là sự tịch tịnh vắng lặng. Thì sự tịch tịnh vắng lặng ở đây mình hiểu là gì? Là tịch tịnh vắng lặng của các phiền não. Như vậy đó, ở đây đó chúng ta hiểu, có thể hiểu đó hai câu này đó Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta đó là cách thức để có được, để có được cái gì đó, và cách thức để buông bỏ, để xả bỏ, để không còn cái gì đó. Thì cũng qua hai cái câu kệ này đó chúng ta cũng là hiểu thêm một cái ý nghĩa nữa, đó là ngài dạy cho chúng ta hai cái cách tu, mà nói theo như Xuyên Chắc Nguyên đó là tu để có được và tu để bỏ. Đó là tu để bỏ. Vậy thì làm sao đó để có được lợi lộc, xin thưa quý vị? Có được lợi lộc đó như là trong duyên sự đó, vị Sa Di Tít Xá đó là có được thực phẩm nè, y phục nè, khăn choàng, đó là lợi lộc. Thì lợi lộc ở đây mình hiểu rộng ra đó là mình có được các cái vật chất, có được bốn nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống của mình, là ăn uống nè, mặc nè, ở nè, chỗ nè, thuốc trị bệnh, bốn vật dụng này, bốn nhu yếu phẩm này. Thì làm sao mình đó, trong đời sống thường ngày đó, làm sao mình có được những thứ này, xin thưa quý vị? Thì trong kinh dạy đó là có hai nhân để mình có được những cái đó. Mình mà muốn có của cả tài sản này, thì mình phải lao động. Lao động thì mình sẽ có được những thứ đó. Đó là một nhân. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, có những trong đời sống đó chúng ta thấy có những người đã làm chơi nhưng mà họ ăn thiệt, còn có những người đó là làm vất vả quần quật suốt ngày luôn, bán lưng cho trời, bán bụng cho đất đó, mà cũng không có cái để ăn. Ăn cũng thiếu, mặc cũng thiếu, ở cũng thiếu, bệnh hoạn cũng thiếu tiền để trị. Có người làm chơi 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 thôi, nhưng mà ăn không hết nè, mặc không hết nè, ở không hết nè, trị bệnh là cũng không có hiệu. Vậy thì nó do nhân gì nữa? Xin thưa quý vị, đó là do nhân phước. Có phước hỗ trợ, có phước hỗ trợ cho nên đó là mình làm một mà nó thành trăm, thành ngàn, thành tỷ. Còn mình không có phước hỗ trợ thì làm một nó được một thôi. Và như vậy đó là bốn cái nhu yếu phẩm mà phát sinh đến mình là do hai nhân vậy. Là do lao động,
và do nhân phước ở quá khứ nó hỗ trợ. À, thì đó là cái cách thức, phương pháp mình biết để tạo ra của cải vật chất vậy đó. Rồi còn cái cách thức để mà chứng đắc được Niết Bàn thì sao xin thưa quý vị? Niết Bàn là sự tịch tịnh vắng lặng. À, cho nên để mà đạt được cái trạng thái tâm tịch tịnh vắng lặng đó, thì là mình phải loại bỏ đi các cái phiền não bận nhơ cấu quế. Thì làm sao để loại bỏ được cái các phiền não bận cấu quế? Xin thưa, mình phải tu tập Bát Thánh Đạo. À, nếu nói rộng ra là tu tập 37 pháp giác ngộ. 37 pháp giác ngộ này gọi là chánh pháp sắc thâm mắt. Tu tập theo 37 pháp giác ngộ đó hay là tu tập theo Bát Thánh Đạo Ariyo Akhangiko Maggo, tu tập theo Bát Thánh Đạo đó, à, thì mình sẽ đạt được hay là chứng được Niết Bàn. Chứng được Niết Bàn đó là phương cách đó. Như vậy đó thì từ đó chúng ta thấy đó, cách đó mà đạt mà lại lập đó, bốn đó là nó khác hơn cái phương cách để chứng đắc Niết Bàn. Cho nên đến câu thứ 3 này Đức Thế Tôn này dạy là yêu quá mê tăng a phinh nhị dạ. Tức là sau khi